Sau một nhiệm kỳ với những khó khăn đầy thách thức, thị xã Đông Triều hôm nay đang vươn mình phát triển. Phát huy truyền thống, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã khơi dậy, phát huy nội lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tạo ra bước đột phá tích cực, quan trọng. Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều 5 năm qua, có thể thấy rõ thành tựu quan trọng nhất chính là tập trung đổi mới phát triển kinh tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành, Ban thường vụ thị ủy đã tập trung lãnh đạo quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân 5 năm tăng trên 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng dịch vụ tăng từ 26,4% lên 30,8%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 đô la Mỹ, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015. Với mục tiêu thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhiệm kỳ qua, công nghiệp xây dựng của thị xã đã để lại những dấu ấn đặc biệt. Sản lượng sản xuất than trong 5 năm bình quân tăng 19,7% trên năm. Tổng công suất phát điện tăng 2 lần. Lượng điện sản xuất trong 5 năm đạt 14,94 tỷ kWh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 53.200 tỷ đồng. Dịch vụ du lịch của thị xã cũng đã phát triển mạnh mẽ. Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và du lịch cộng đồng. Là vùng trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, Đông Triều luôn là địa phương đi đầu về sản xuất nông nghiệp. Thị xã đã từng bước phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất tập trung và hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ. Thu nhập bình quân 1 hectare canh tác đạt 155 triệu đồng, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015. Chăn nuôi cũng đã được phát triển theo hướng trang trại, gia trại, khu chăn nuôi tập trung. Chương trình OCOP của thị xã đạt hiệu quả rất rõ nét. Trong đó đã xây dựng và phát triển 7 thương hiệu sản phẩm hàng hóa, chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp cho 6 sản phẩm chủ lực, hình thành các tổ nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực và truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm. Dấu ấn nổi bật của thị xã Đông Triều trong nhiệm kỳ đó là chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Tự hào nhất đó là xã Việt Dân trở thành xã đầu tiên của tỉnh và cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 12 xã phường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiệm kỳ qua, công tác quản lý nhà nước đã được thị xã tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh. Trong đó đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng thị xã do tư vấn nước ngoài lập và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn mới, quy chế quản lý kiến trúc toàn thị xã, tạo khung pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Phối hợp thực hiện đề án bảo vệ môi trường của ngành than và đôn đốc công tác hoàn nguyên cải tạo môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Tràng Lương. Một dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ 2015-2020 chính là việc thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Trong đó tập trung nguồn lực đầu tư các dự án công trình giao thông trọng điểm động lực như đường Nguyễn Huệ và cầu Đông Mai, đường Tâm Linh Hồ Thiên Ngọa Vân, đường tỉnh 345 kết nối với Hải Dương, Bắc Giang, cầu Triều kết nối với thị xã Kinh Môn và quốc lộ 5 tỉnh Hải Dương, đường trung tâm từ quốc lộ 18 với khu di tích Ngọa Vân Hồ Thiên. Đặc biệt đã bê tông nhựa hóa được 250 km đường giao thông, đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng cao áp với chiều dài 220 km, thành lập mới 4 phường và trình bộ xây dựng xét công nhận thị xã đạt tiêu chí đô thị loại 3. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai hiệu quả theo hướng trọng tâm là đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian với nguyên tắc 5 tại chỗ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,93%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 87,3%, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo thí điểm dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính PIE Index đứng thứ nhất.
chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS đứng thứ 2, chỉ số DGI xếp thứ 4, chỉ số ICT đứng ở vị trí thứ 2 toàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI đứng thứ 4, tăng 7 bậc so với năm 2018. Về phát triển nguồn nhân lực, đã được đồng bộ cả về số lượng và chất lượng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và quan tâm đào tạo lao động phục vụ phát triển nông nghiệp, liên kết hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các ngành dịch vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm. Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã đánh dấu những kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học và công nghệ, gắn với các lĩnh vực trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội như thu hút đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ có hiệu quả theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, cải tiến công nghệ trong sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng, đáp ứng thị trường xuất khẩu, tiết kiệm nguyên liệu gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với những kết quả trên, công tác văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo toàn diện gắn với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Kinh nghiệm của thị xã đó là luôn quan tâm đầu tư ngân sách kết hợp với xã hội hóa các nguồn lực đầu tư. Không chỉ đẩy mạnh xã hội hóa, triển khai tu bổ, trùng tu, tôn tạo các di tích danh lam thắng cảnh, nhất là khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, mà công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục được đặc biệt quan tâm với nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng trong tỉnh như chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bể bơi cho em, sân cỏ cho em, điều hòa cho em. Từ sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất mà chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, chất lượng các phong trào văn hóa thể thao cũng phát triển vượt bậc, trở thành điểm sáng của tỉnh. Điển hình là thị xã tham gia và đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia với nhiều thành tích nổi bật. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Trường lớp, trang thiết bị dạy học khang trang, đồng bộ với 96,42% trường chuẩn quốc gia, 141 phòng học thông minh. Đồng Triều hôm nay, diện mạo đổi thay trên từng phố phường, đường làng, ngõ xóm và từng nếp nhà của người dân. Toàn thị xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm củng cố. Phát triển mạng lưới y tế và đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. Tăng cường liên kết với các cơ sở y tế tuyến trên để triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao. Điểm nhấn là việc thực hiện thí điểm mô hình bác sĩ gia đình, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 99,2%. Thị xã đặc biệt chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Chính sách lao động, việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, chương trình giảm nghèo được triển khai hiệu quả với tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,06%. Và đến hết năm 2020, thị xã không còn hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều phát triển với nhiều đột phá là bởi thị xã đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Đông Triều là địa phương đầu tiên trong tỉnh đưa công an chính quy về hoạt động tại 100% số xã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời phát huy hiệu quả phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai dịch bệnh. Thị xã cũng đã triển khai xây dựng các hạng mục, căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện tổng hợp, chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ trong nhiệm kỳ từ thị xã đến cơ sở. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài những nỗ lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ thị xã Đông Triều còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Việc ban hành nghị quyết đã được đổi mới từ tư duy đến hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao, đồng bộ các giải pháp, lựa chọn đúng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ chủ đề công tác hàng năm. Thị xã đã mạnh dạn, quyết liệt áp dụng các mô hình mới và được tỉnh đánh giá cao, như chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư thị ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại 20 trên 21 xã phường,
đạt 95,2%. Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương tại 16 trên 21 xã phường đạt 76,2%. Thực hiện 167 trên 167 thôn khu, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố. Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 300 lượt cán bộ, tạo môi trường cho cán bộ được rèn luyện trưởng thành. Giảm 427 người làm việc tại các cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước và các xã phường. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, đồng bộ với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị. Hiện nay, Đảng bộ thị xã có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 32 đảng bộ và 14 chi bộ. Với 9.128 đảng viên sinh hoạt tại 389 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành việc làm thường xuyên. Cùng với đó, công tác dân vận cũng được cả hệ thống chính trị tích cực thực hiện, theo tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Với những thành tích xuất sắc toàn diện đã đạt được, nhân dân và cán bộ thị xã Đông Triều vinh dự được nhận cờ thi đua của chính phủ và nhiều bằng khen của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ thị xã luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đây là minh chứng rõ nét về kết quả đạt được, là động lực to lớn, cổ vũ, khích lệ đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã tiếp tục thi đua, phấn đấu vươn lên trong những năm tiếp theo. Bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được, Đảng bộ thị xã Đông Triều cũng nghiêm túc kiểm điểm quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24 vẫn còn một số hạn chế yếu kém cơ bản. Đó là kết quả phát triển kinh tế chưa xứng với tiềm năng thế mạnh, chưa có nhiều nhà đầu tư lớn chiến lược triển khai các dự án động lực về phát triển hạ tầng kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Có mặt trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn tồn tại, sai phạm và chưa theo kịp với yêu cầu về quản lý cấp độ chính quyền đô thị loại 3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp trên một số địa bàn lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là thời điểm, thời cơ để thực hiện những giải pháp phát triển đột phá, bền vững và cũng là để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đông Triều trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Triều đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững trên 3 trụ cột. Lấy thu hút sản xuất công nghiệp mới, hiện đại, tiên tiến để phát triển nhanh, tự cân đối ngân sách và dẫn dắt nông thôn. Lấy sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dịch vụ trong nông nghiệp sinh thái và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu làm nền tảng xây dựng xã hội phát triển bền vững. Lấy du lịch và dịch vụ trong du lịch làm đột phá trong xây dựng giá trị thương hiệu và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Xây dựng Đông Triều từng bước trở thành trung tâm du lịch, văn hóa lịch sử, tâm linh, sinh thái, trải nghiệm đặc sắc, có sức hấp dẫn cao. Xác định rõ các không gian phát triển trọng điểm. Đó là khu vực phía Đông tập trung phát triển công nghiệp công nghệ mới, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tuyến kinh tế phía Tây, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Khu vực phía Tây, phát triển nông nghiệp tập trung, công nghiệp, dịch vụ và du lịch trong nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu sản phẩm đặc trưng. Khu vực phía Bắc, phát triển du lịch, văn hóa tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng cao cấp. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng. Với khát vọng mạnh mẽ vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, tích cực chủ động, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, khắc phục tồn tại, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 25 đề ra. Xây dựng thị xã Đông Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành địa phương nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, là thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.